Ngoại trưởng Mỹ, Mỹ sẽ mạnh tay nếu Trung Quốc tiếp tục kêu khích trên Biển Đông. Quý vị và các bạn thân mến, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã yêu cầu Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA về vụ kiện Biển Đông. Ngoài ra, Washington cũng đã cảnh báo trực diện Trung Quốc và khẳng định sẽ đáp trả nếu Bắc Kinh tiếp tục kêu khích. Đây là tuyên bố được đưa ra trong cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Trung Mỹ được tổ chức tại Bắc Kinh hôm ngày 5, 7 tháng 6 vừa qua. Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry đã cảnh báo những hậu quả mà Trung Quốc có thể phản hứng chịu để tiếp tục các hành động khiêu khích trên khu vực Biển Đông. Ông Kerry nói thêm, nếu Bắc Kinh đơn phương lập vùng nhận dạng phòng không ATEZ trên các vùng biển tranh chấp cũng như thuộc vùng lãnh hải của các quốc gia khác, Mỹ sẽ buộc phải ra tay khi cần thiết. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng yêu cầu Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài PCA về vụ kiện Biển Đông mà Philippines xung quanh yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Ông Kerry nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang theo dõi thái độ của Trung Quốc. Ông Kerry cũng đề nghị Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài Thường trực quốc tế PCA liên quan đến vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Kerry nhấn mạnh cộng đồng quốc tế đang theo dõi động thái của Trung Quốc trước phán quyết của PCA. Ông Kerry cũng bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đang lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình để lo kéo các quốc gia thành viên của ASEAN đứng về phía họ trong vụ kiện đường chính đoạn này. Trong cuộc hội đàm diễn ra hồi đầu tháng này tại Bắc Kinh, ông Kari cũng bày tỏ sự bất bình với việc Trung Quốc ra sức vận động lôi kéo các nước ASEAN về phía họ trong vụ kiện đường lưỡi bò này và nhận định đây là hành động chia rẽ khối đồng minh. Hiện nay, Washington vẫn chưa đưa ra các biện pháp cụ thể để đáp trả lại những hành động của Trung Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Mỹ cũng đã có những hành động nhằm tăng cường sự hiện diện của mình tại các khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng. Hôm ngày 18 tháng 6 vừa qua, hải quân Mỹ đã điều thêm hai tàu sân bay và nhiều tàu hộ tống đến diễn tập tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Đây được xem là động thái khoe sức mạnh quân sự của Mỹ trước phán quyết của tòa trọng tài quốc tế. Chiến dịch này được diễn ra tại vùng biển phía đông Philippines. Theo tạp chí James, tập đoàn vũ khí Bear System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của Bear System Nick Clover tiết lộ với tạp chí Gens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng.